Hội thảo khoa học nâng cao hiểu biết dinh dưỡng bảo vệ mắt trẻ em Việt Nam do Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế Love tổ chức đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp thông tin tổng quan về định hướng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên tinh thần quyết định số 5924 của Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Các báo cáo tham luận nhấn mạnh đến việc tăng tỷ lệ học sinh được tầm soát phát hiện giảm thị lực, được kê đơn kính và được hướng dẫn rèn luyện thị lực. Chia sẻ những thông tin thiết thực để cảnh báo về thực trạng sức khỏe mắt của trẻ em ngày nay, đặc biệt trước những tác động âm thầm từ ánh sáng xanh, một trong số những nguyên nhân gây ra cận thị ở trẻ nhỏ, và các giải pháp mà gia đình, nhà trường và cộng đồng cần thực hiện. Này, các nghiên cứu trên thế giới cho thấy là khoảng 80-90% là trẻ em có những vấn đề về liên quan đến khúc xạ. Và trong đấy thì phần lớn là những vấn đề liên quan đến vấn đề cận thị. Thế ở đây ấy, nguyên nhân của nó đến từ những vấn đề di truyền, nó vấn đề về ánh sáng xanh và cả những vấn đề về dinh dưỡng. Cũng tại hội thảo đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế LOF với Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương Bộ Y tế, Bệnh viện Mắt Trung ương, Viện Y học Ứng dụng và Công ty Sữa GMP New Zealand về việc cùng nhau hướng tới cộng đồng vì một Việt Nam khỏe mạnh.